Đây là Zowie EC Wireless, một dòng sản phẩm chuột đánh dấu bước ngoặt trong sự thay đổi của hãng này về mặt sản phẩm. Khi trong suốt rất nhiều năm vừa qua, thương hiệu này luôn chỉ bán những dòng sản phẩm chuột có dây, mặc dù không có gì đổi mới nhưng nó trở thành biểu tượng trong làng game FPS. Vậy thì với dòng sản phẩm mới này, nó có thể tiếp nối được những thành công đó hay không? Hãy cùng bọn mình khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Cảm ơn nhà tài trợ techspace.vn đã tài trợ cho video này. Và nếu như các bạn mua sản phẩm này với mức giá tốt nhất và đảm bảo hàng chính hãng, đừng quên mua tại techspace.vn với đường link và mã giảm giá mình để ở phần mô tả và phần bình luận video này. Còn bây giờ, bắt đầu phần chính của video thôi. Zowie EC là một dòng chuột được coi là quốc dân mỗi khi nhắc đến một trong sản phẩm nổi bật và thành công nhất trong mảng game eSports. Từ chuyên nghiệp, bán chuyên cho đến những người dùng phổ thông cơ bản, được ra mắt lần đầu vào năm 2009 và nó trở thành một biểu tượng mang tính toàn cầu. Thế nhưng, vào thời điểm hiện tại, khi dòng chuột không dây đang phát triển mạnh mẽ, các công nghệ cao được áp dụng thì mãi cho đến năm 2023, chúng ta mới thấy phiên bản không dây đầu tiên được ra mắt. Mình nghĩ có lẽ rằng, việc Zowie chậm ra mắt như vậy là họ muốn nghiên cứu một công nghệ mới hơn, kỹ hơn, giúp cho trải nghiệm sử dụng là tốt nhất, không còn gặp các lỗi vặt như một số sản phẩm khác. Điểm nổi bật đó chính là sử dụng dock sạc không dây kèm với hệ thống thu phát tín hiệu wireless, một điều mà gần như chưa hãng nào có thể làm được. Chiếc dock này có kích thước khá to, được làm chủ yếu từ nhựa nhưng gia công vô cùng chắc chắn. Hãng có lẽ đã mất rất nhiều thời gian để làm phần này, vì khoảng một năm về trước, mình đã có thấy player Apex của Team Vitality có sử dụng một con chuột với cục dock rất lạ, được cho là phiên bản thử nghiệm, bản leak của dòng Zowie Wireless này. Và rồi, với bản chính thức ra mắt, Zowie đã quảng cáo công nghệ rằng có khả năng chống nhiễu sóng 2.4 GHz của họ là tốt nhất thế giới. Bằng những cuộc thử nghiệm trong môi trường khắc nghiệt, tín hiệu cho lại việc tracking còn giữ được độ chính xác của Zowie là tốt nhất so với cả Logitech hay Razer. Cá nhân mình thấy điều này mang tới một ý nghĩa khá lớn với các bạn sử dụng chuột để bán giải online, vì khi đó có rất nhiều thiết bị xung quanh, đôi khi có thể ảnh hưởng tới kết nối. Sẽ rất khó chịu khi đang trong những tình huống căng thẳng mà chuột của bạn bị lost, sử dụng chuột Zowie Wireless có thể khắc phục được điều đó. Còn đến việc sử dụng ở nhà, ở những môi trường văn phòng bình thường thì mình thấy công nghệ này ở trên mức đủ dùng, rất ổn định và chẳng bị một vấn đề nào cả. Thêm nữa là việc xử lý click latency cũng khá tốt, ở một mức mặc định. Với switch cơ học bình thường sẽ cho ra khoảng 3 ms, một con số tương đối tốt so với cả những con chuột khác cũng là flagship của một số hãng. Mặc dù trong game, thực chiến rất khó để cảm nhận được sự khác nhau, nhưng đây cũng là một cái nên được chú trọng nếu là dân hardcore. Con số này, mình thấy chỉ kém hơn Razer với switch quang học của họ, và khi có sử dụng thêm dongle 4000Hz, đủ thấy được Zowie vẫn là một hãng tối ưu rất tốt cho những thông số như này để các bạn game thủ không bao giờ cần phải cảm thấy lăn tăn về hiệu năng nói chung. Tiếp theo khi nói về form, chắc chắn sẽ không có nhiều thứ để nói ngoại trừ những tính từ như là siêu dễ cầm, huyền thoại, quốc dân. Khi đây là một trong những con chuột gaming công thể học đầu tiên trên thế giới và được ưa thích qua rất nhiều thế hệ. Dòng wireless này vẫn có 3 phiên bản EC123 và EC2 vẫn là con chuột được ưa dùng nhất vì kích thước trung bình có thể phù hợp cho mọi kích thước tay, nhất là đối với người Việt Nam. Kiểu dáng công thể học truyền thống như thế này, cầm theo dạng palm grip sẽ là thoải mái nhất. Dòng EC được sinh ra chuyên cho kiểu cầm này. Nếu các bạn tay nhỏ hơn hoặc to hơn tùy vào đo đạc thực tế, có EC 1 và 3 sẽ là sự lựa chọn khác để thay thế. Để nói về kiểu dáng thực sự không có quá nhiều điều, vì chỉ là cắt đi phần dây của những phiên bản đời cũ. Hiện tại mình thấy có khá nhiều bạn băn khoăn và so sánh về kiểu dáng giữa DA V3 Pro và Zowie EC Wireless. Với ý kiến khách quan của mình, mặc dù là một con người sử dụng con chuột Razer khá lâu, nhưng phải chia sẻ thật rằng form của EC 2 vẫn là một kiểu mà mình cực kỳ thích, cầm nắm tốt hơn. Vì phần lưng cũng như main click của EC2 được làm thấp hơn, gọn hơn một chút so với Razer, với mình là một người kích thước tay trung bình. Mặc dù hai con chuột này đều có điểm cao nhất nằm ở giữa, nhưng chính vì việc EC2 có lưng thấp hơn, phần sau chuột hơi thoải nhẹ một chút nên cầm sẽ chắc chắn hơn. Mặc dù kiểu dáng chuột của Zowie hợp tay là như vậy, và có lẽ sẽ vừa vặn với đa số mọi người, nhưng chắc chắn sẽ có một số người đã lựa chọn sản phẩm DA V3 Pro để try hard, và đây cũng chỉ là đánh giá góc nhìn cá nhân mà thôi. Đầu tiên là trọng lượng, chắc hẳn một cân nặng 77g cho dòng EC2 CW và 71g của EC3 CW là một thứ gì đó khiến cho người dùng vẫn còn lăn tăn. Phải công nhận rằng build của Zowie là cực kỳ tốt, rất bền bỉ với dòng không dây này cũng như vậy. Nhưng việc không đạt được trọng lượng khoảng 60g sẽ khiến những bạn đang dùng chuột nhẹ chuyển qua dòng này ban đầu sẽ thấy hơi gượng tay, cảm giác di chuột, flick sử dụng hàng ngày thấy nặng hơn một cách đáng kể. Tiếp theo là phần lớp phủ, có lẽ đây là điểm trừ đáng nói nhất khi nó vẫn sử dụng loại vật liệu nhựa dạng bóng giống những dòng cũ trước đây. Loại nhựa này để lại cực kỳ nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Có thể nhìn thấy rõ chi tiết và một thời gian sau, chuột sẽ bị bóng và làm mất thẩm mỹ đi rất nhiều. Việc lựa chọn grip tape cũng khó khăn vì không được sẵn ở trong chuột, mua ngoài cũng phải đặt ở những sàn thương mại điện tử nước ngoài nên không dễ để lựa chọn. Cuối cùng là về phần hiệu năng. Ở đây mình không có ý chê bai sản phẩm một chút nào vì việc sử dụng tryhard tại game FPS là quá tốt.
không có điều gì cần phải bàn. Sự an tâm khi lựa chọn con chuột Zowie đã ăn sâu vào tiềm thức của rất nhiều game thủ, rằng đây là một trong những con chuột chơi game tốt nhất. Thế nhưng ở thời điểm năm 2023, khi mà những hãng lớn cũng như hãng mới nổi đều sử dụng mắt đọc tân tiến nhất, bao gồm mắt đọc 3395, thì ở sản phẩm này của Zowie, chúng ta chỉ nhận được mắt đọc 3370 mà thôi, với DPI tối đa là 3200, 400 IPS tracking speed. Có thể nói về mặt thông số phần cứng là hơi lỗi thời, nhưng chắc chắn một điều các bạn phải nhận rằng việc tối ưu mắt đọc của Zowie là quá ngon. Hiện nay, có rất nhiều pro player đã chuyển hẳn qua sử dụng sản phẩm này để đi bán giải với tần suất ngày một nhiều. Tuy nhiên, đối với những người sử dụng cơ bản, đặc biệt là với những người hay so sánh thông số kỹ thuật giữa các sản phẩm với nhau, thì ở mức giá 4 triệu, một thông số có phần thua thiệt trên lý thuyết như thế này có thể làm nhiều bạn cảm thấy lăn tăn, mặc dù thực sự nó không ảnh hưởng quá nhiều đến hiệu năng và thành tích thi đấu của các bạn. Vậy để sau cùng, sản phẩm Zowie EC Wireless này dành cho đối tượng nào? Theo mình, nếu như bỏ qua phần mắt đọc mà chỉ chú trọng rằng đây là Zowie và đây là dòng EC, thì chắc chắn con chuột này nên được bỏ vào túi các bạn. Vì mình đã quen rất nhiều người, game thủ có dạng bán chuyên nghiệp có, try hard có, hoặc những bạn trên cộng đồng game FPS có. Và rất nhiều trong số đó nói rằng Zowie EC cầm cực kỳ thích tay. Và nếu đã chơi quen rồi thì rất khó đổi form, đổi chuột để tìm lại một cảm giác thoải mái như vậy nữa. Nếu không phải phần cốt tinh tệ, bám nhiều mồ hôi phân tay thì có lẽ hiện tại mình vẫn đang sử dụng EC2CW rồi, chứ không phải DAV3 Pro. Thêm nữa, công nghệ về đọc sạc kiêm phát tín hiệu sẽ giúp cho bạn trong nhiều môi trường khác nhau mà không sợ bị nhiễu sóng. Đây là một điểm mà nhiều hãng chưa đạt được, mặc dù chuột không rơi trong tầm giá rẻ hơn rất nhiều, cũng có 2.4GHz, nhưng chưa chắc việc sử dụng ở nhà hay mang đi mang lại là hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên, với mức giá khoảng 4 triệu thời điểm hiện tại, để đánh đổi lấy những điều trên thì bạn phải thật sự yêu thích và có niềm đam mê mãnh liệt với dòng EC của Zowie này thì mới sẵn sàng bỏ ra số tiền tương ứng, và đó là xứng đáng. Vậy thì nếu cần mua sản phẩm này, đừng quên tới TechSpace Việt Nam với mã giảm giá và giá tốt nhất mình để cho phần mô tả và phần bình luận video này. Còn bây giờ đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Instagram của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.